Xin chào tất cả mọi người, mình là Nhất Huy. Hiện tại thì mọi người thấy rằng thị trường đang uptrend, có rất là nhiều những dự án coin, những đồng coin tiềm năng, sẵn sàng có thể x tài khoản của anh em lên x5, x10, thậm chí là x100 và x cả 1.000 lần cũng có luôn. Đồng hành với nó thì cũng có rất là nhiều những dự án scam, họ sẽ tạo ra những cái tên giống dự án thật. Họ sẽ list trước khi một dự án thật list sàn, cho nên chúng ta sẽ gặp phải vấn đề đó là nhiều người FOMO mà không để ý. Chúng ta sẽ swap những đồng coin, những token ảo về ví của mình và đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ bị mất tài sản chắc chắn luôn. Và ở video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể là tìm được cái smart contract của đúng dự án đó để chúng ta có thể swap và sở hữu cái dự án đó về ví của mình. Ok, bắt đầu video. Hello tất cả anh em, chào mọi người đã trở lại với channel của mình. Như ở đầu video mình có nói rồi, hiện tại thị trường đang rất là đẹp, có nhiều dự án coin tiềm năng. Có thể x tài khoản anh em lên rất là nhiều lần luôn, x100, x1.000 lần. Nhiều anh em bỏ ra một vài nghìn đô mà bây giờ tài khoản lên vài trăm nghìn đô. Điều đấy là sự thật, được chứng minh qua con Zaka của Zadokaka. Và cái dự án đó mình cũng đã review cho mọi người cách đây khoảng tầm hơn 2 tháng, gần 3 tháng ấy. Và tới thời điểm hiện tại thì nó x rất là nhiều lần rồi. Đó. Và trên kênh YouTube của mình cũng chia sẻ một số cái dự án gần đây, nhiều dự án như là SecVA, Helstar, nhiều anh em cũng đã được x2, x5, thậm chí là x10. Cũng xin được chúc mừng tất cả anh em. Ngoài ra thì trên kênh YouTube mình cũng chia sẻ rất là nhiều những cái chương trình airdrop, các cái chương trình retroactive hay là các chương trình nhận coin miễn phí của một số sàn mà họ đang có chương trình marketing dành cho những anh em mà không có vốn mấy hoặc là không vốn không đồng ấy nhé, anh em mới hoặc sinh viên ấy. Đó thì các bạn có thể là xem những video đó, chúng ta có thể kiếm được tiền luôn nhé. Đấy, gần đây thì như có Ludacris hay là các cái sàn như Namjoy hoặc là Capper, cái đấy, chương trình airdrop đó mọi người nhận được vài trăm đô đấy, bình thường các bạn sinh viên như thế là cũng rất là ok rồi. Đó, thì chúng ta có thể xem như thường lệ nhé, mọi người cảm thấy video hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình nhé. Có gì chúng ta cần bình luận thì chúng ta hãy thảo luận ở dưới phần bình luận của video. Và chúng ta trở lại với chủ đề này, nhiều người đã mua phải những đồng coin ví dụ như Star hoặc Sec, cũng nhiều người cũng mua cái tên đó, nhưng mà tại sao lại mất hết tài sản? Thì bởi vì là mọi người sẽ gặp phải những cái vấn đề sai sau đây, mình sẽ có nốt qua một số cái vấn đề cơ bản nhé. Mình chỉ nói qua cơ bản thôi bởi vì là nói hết thì rất là dài. Thì ở đây một số cái vấn đề mọi người hay sai đó là mọi người hay FOMO theo cộng đồng, xin smart contract bừa bãi trên các kênh group. Mọi người thường là hay gặp phải vấn đề này này, hay lướt Facebook lắm, hoặc là trong các cái nhóm Telegram hoặc là Zalo gì đó, mọi người tham gia các nhóm linh tinh nhá, nó mời vào ấy, thì mọi người hay lướt lắm. Xong rồi khi thấy ai bình luận cái gì đó là mọi người thấy một đồng coin xong bảo mua ngay, người ta cứ bảo mua ngay đi. Đó là bắt đầu bình luận ngay ở dưới là ví dụ như là bạn ơi cho mình xin contract với, đúng không? Mọi người hay nói thế đúng không? Cho nên là nếu mà người ta tốt, hoặc là có một cái vấn đề nữa là người ta không biết ấy. Người ta tốt nhưng mà người ta cũng xin của người khác cái smart contract đó và dính đúng cái smart contract ảo, thì mọi người sẽ lấy được cái smart contract đó. Và mọi người sau khi mình lấy xong thì chúng ta sẽ lên ngay cái trang fucoin.app này, đúng không? Và chúng ta sẽ dán smart contract lên vào đây và chúng ta sẽ swap, đúng không? Hoặc là chúng ta sẽ lấy tên của một số dự án, khi họ bảo là mua ngay cái đồng siêu đi, đồng siêu ngon đấy, thì mình sẽ ví dụ đồng siêu cho mọi người. Là mọi người sẽ lên ngay đây, mọi người gõ ngay đồng siêu này đó. Và cái đồng siêu này thì là đồng siêu thật nhé. Còn khi mà mọi người gõ thì nó lại chưa có đồng siêu thật đấy đâu, mà nó sẽ ra cái đồng siêu ảo này này. Bởi vì đồng siêu thật chưa list sàn mà, đó. Nên ra cái đồng siêu này mọi người sẽ gõ vào đây, mọi người sẽ tự kết nối, ấn vào chơi này, mọi người tự kết nối ví, chỉnh slip lên và mọi người sẽ tự swap cái đồng coin đó về ví của mình. Và kết quả là gì? Và chúng ta không thể swap lại được nữa, BNB nữa, và chúng ta mất tài sản của mình. Đó là điều chắc chắn nhé. Đó, đây cũng là đồng siêu này, mà cap hiện tại chỉ còn là 3,6 triệu. Tuy nhiên là mọi người không swap lại được đâu, bởi vì nó là dự án scam. Đó. Cái đồng siêu thật thì là cái đồng siêu của nãy mình cho mọi người xem cơ. Đó, cho nên gặp phải vấn đề là như thế nhá, cap của nó gần 1 tỷ cơ. Vậy tại sao mình biết đây là cái đồng siêu thật? Bởi vì là có nhiều dự án tên nó trùng nhau ấy, cũng là dự án thật nhưng mà nó tên trùng nhau ấy. Thì mọi người check như này nhá. Bình thường mình sẽ không check như mọi người này đâu, lên Bucoin thẳng luôn đâu. Nhưng mà thôi, mọi người nếu mà nhớ lên Bucoin thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nhá. Là chúng ta lên Bucoin rồi, chúng ta gõ đồng rồi, chúng ta sẽ ấn vào cái biểu tượng hình bút này này. Đó, chúng ta sẽ copy cái địa chỉ này, chính là cái smart contract của nó nhá. Đó, chúng ta sẽ dán sang một bên này nhá. Là mình đang nói đến là hiện tại cái đồng coin đó đã list vào CoinGecko và CoinMarketCap nhá. Bước thứ hai là chúng ta sẽ lên CoinGecko. Còn những cái đồng coin mà chưa list thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sau. Đó thì chúng ta sẽ check những sau, đúng không? Những bước sau, đúng không? Đầu tiên là mọi người sẽ nhìn ba cái số đầu của hợp đồng contract này và ba số cuối. Có phải là 0FX và D5FE đúng không? Chúng ta sẽ gõ tên cái đồng siêu ấy ra. Không biết đồng siêu này đã có trên sàn. Đây mọi người nhìn cho, nhiều dự án giống nhau lắm. Siêu Moon này, siêu Token này, hay là siêu App gì đây. Không biết có phải là đồng siêu App này không. Thôi thì mình sẽ cho mọi người xem cái đồng Sec này nhé.
Đây này nhá, bây giờ mình sẽ dẫn cho mọi người xem đồng xét nhá. Để cho nó dễ. Chúng ta có thể tìm những đồng nào hiện tại đang mình đang nói trường hợp là đã có những trên có cái cô có cap rồi mà. Đấy. Thì ở đây mình cũng copy, mình cũng lấy cái này này và mình cũng sẽ copy cái smart contract của nó. Đó, xong mình sẽ dán sang bên này. Đó. Đây thì mình cũng nhìn ba số đầu và ba số cuối đúng không? Câu XE và D66 đúng không? Mình lên trên này và mình gõ cái đồng xét này. Đó, nếu với trường hợp mà mọi người đã lên KuCoin rồi nhá. Thì đó, sau khi mà lên xong trên này á, thì chúng ta sẽ so sánh cái hợp đồng contract đó với hợp đồng hiện tại đang có ở đây. Thì hiện tại có phải cái đồng này nó đang chạy trên ba nền tảng đúng không? Đó là Polygon, ERC20 và BSC đúng không? Chúng ta nếu mà swap trên KuCoin thì sẽ là BNB là nền tảng của BSC Smart Chain. Thì mọi người sẽ so sánh với cả BSC Smart Chain thì nó sẽ có cái đầu là 0XE và D66. Đây cũng là 0XE và D66 nhá. Trùng chưa? Vậy là ok đúng không? Vậy vẫn chưa hết đâu nhá. Bởi vì nhiều dự án coin có tên giống nhau mà. Đó, cho nên chúng ta sẽ check thêm một cái bước nữa này trước khi mà chúng ta check chắc chắn nhá. Thì mọi người sẽ vào cái Twitter mạng social của nó nhá. Đó, chúng ta check ở trên Twitter trước. Và mọi người sẽ check tiếp thêm một cái nữa nếu mọi người cần sâu hơn thì vào website của nó nữa. Đấy, xem coi đúng website đúng dự án mọi người đang cần tìm không. Đó, như vậy là chúng ta đã xác minh là đúng cái dự án này rồi thì mọi người yên tâm mọi người swap được chưa? Đấy là xong một cái bước gọi là từ KuCoin để lên CoinGecko cũng như CoinMarketCap để chúng ta có thể kiểm tra và là và so sánh nó đúng hay không để chúng ta swap về ví của mình sở hữu cái tài sản đó trước khi mà nó bùng nổ đúng không? Đến với trường hợp thứ hai, đó là trường hợp mà hiện tại những cái đồng coin đó nó chưa list vào CoinMarketCap, chưa list vào CoinGecko và nó cũng chưa bán ở sàn nào luôn ấy mà nó đang có các cái chương trình là IDO ấy. Mọi người biết rằng là bây giờ nếu mà muốn mua những cái đồng coin mà có tiềm năng phát triển đúng không? Thì chúng ta không thể nào mà mua ở ngay trên Binance được, mặc dù là Binance hoặc là một số sàn SEC khác ấy, thì nó cũng rất là tiềm năng, vẫn có thể phát triển được. Chúng ta mua cũng có thể vào x2, x3, thậm chí x5, x10 cũng có, nhưng mà nói chung là cái cơ hội nó không được nhiều. Bình thường mọi người muốn mua được mà cơ hội nhiều ấy thì mọi người thường mua ở một số các sàn AMMDEX ở dưới ấy, hoặc là mua các cái vòng private sale IDO ấy. Mà IDO và private sale thì rất là khó mua nhá. Bình thường nhá, ví dụ một dự án họ cho 5.000 suất mua mà trong đó hàng trăm nghìn người đăng ký thì mọi người biết tỷ lệ chọi như thế nào đấy, rất là khó mua đúng không, gọi là hên xui may mắn đấy đó, nhiều người gọi là làm 20-30 ác, của mình đây chính bản thân mình đây làm 20 ác còn không trúng được một ác nào luôn đấy đó, tài khoản đấy để đăng ký IEO mua ấy. Đó gọi là nhân phẩm nhé, tùy từng người đó, cho nên là chúng ta không mua được IEO, chúng ta có thể là mua ở AMMDEX đúng không, thì AMMDEX thì đấy mình hướng dẫn cho mọi người đấy chính là cái sàn swap đấy, các cái sàn liên quan như kiểu là Bakery swap này, Bankei swap này đó, thì đây chính là những sàn AMMDEX đó, thì chúng ta hay mua ở đây thì chúng ta sẽ gặp phải trường hợp là mua nhầm coin bị scam thì chúng ta mình đã hướng dẫn cho mọi người rồi để chúng ta tránh rồi. Còn đối với những đồng coin mà chưa list CoinMarketCap, chưa list CoinGecko hoặc mới chỉ có vòng IDO thôi nhưng mà nó sẽ IDO ở bên một cái website thứ ba, mình sẽ ví dụ luôn cho mọi người, đó là cái đồng gần đây, đó là đồng Aurora. Aurora có phải hiện tại đang IDO đúng không? Hôm qua là xong vòng 2 đúng không? Vòng 3 tiếp theo sẽ là ở trên cái nền tảng Skyward của Near Protocol đúng không? Đó thì đây Aurora đây thì nó cũng IDO ở trên hai cái nền tảng, hai website đó là Pokachika và một cái website gì nữa. Đây mọi người có thể xem lên Twitter xem nhé. Thì mọi người lưu ý một cái vấn đề này là những đồng coin mà chưa list lên các cái sàn hoặc chưa list coin cap ấy, thì bao giờ cũng thế, một dự án bao giờ cũng thế, họ sẽ có các cái mạng social như kiểu là Twitter này, Telegram này, Discord này hoặc là Medium này. Trên đó họ sẽ post cái thông tin IDO của mình hoặc là thông tin gọi là mua sớm đấy. Thì chúng ta sẽ lên trên đó thì chúng ta sẽ có những cái đường link để chúng ta đăng ký chúng ta mua. Chứ mọi người đừng lấy đường link của bạn bè hoặc là ai đó gửi cho mọi người nhé. Đó, hoặc còn lấy rồi thì mọi người cần phải check xem là đúng cái dự án đấy không, đúng cái đường link của dự án đấy không. Bởi vì rất là nhiều cái dự án nó cũng lấy cái đường link thế, nó thiết kế web y xì như vậy luôn. Nó thiết kế cái web mà y xì như kiểu là Aurora này này đó, và mọi người vào mọi người không để ý là mọi người sẽ gặp phải vấn đề là mọi người vào đường link đó này nó cho mọi người kết nối ví này, MetaMask là mọi người này, chưa kể vấn đề mọi người đã approve cái đồng coin đó và là mọi người có khả năng sẽ mất tài sản ở trong ví nhá. Mọi người sau khi kết nối xong mà mọi người cũng swap bình thường, claim và swap về bình thường ở trên nền tảng website của nó, thế là mọi người cũng bị scam thôi và mọi người sẽ không swap lại nữa. Đó là cái vấn đề rất là nhạy cảm. Ở đây thì mình không có dự án để cho mọi người xem. Aura thì hiện tại nó cũng đang cho trên ba nền tảng website bên thứ ba chứ không phải là bên nó, có mỗi bên Skyward là cùng với hệ Near thôi. Đó thì ở trên dự án nào cũng thế, nhớ nhớ nhá, là dự án nào trên Twitter họ cũng sẽ công bố rằng là hôm nay mấy giờ list vào Bankei Swap, list vào AB Swap. Nếu mà mọi người tự dưng lên KuCoin á, ví dụ nó nói rằng là 12 giờ theo giờ Việt Nam ấy,
Mà lít và ban cây swap mà mọi người lên Pucoin lúc 10 giờ 11 giờ mà gõ ngay cái đồng xét này đã khó ở trên này rồi thì chắc chắn đấy là cái đồng scam rồi. Mà để cho mọi người có ngay biểu đồ để cho mọi người có thể là chơi, mọi người có thể swap được ví về ví được ấy, để mọi người lưu trữ được, mà trước khi mà lít và ban cây ấy, chắc chắn là scam nhá. Mọi người nhớ một điều thế, chỉ trừ khi là mọi người đăng ký with lít hoặc là mọi người đăng ký IDO ấy, thì mọi người được suất đăng ký IDO hoặc đăng ký wallet mọi người được ấy, thì chúng ta sẽ được cái suất để chúng ta mua ở trên các website của nó hoặc là claim về như nào đấy, thì nó sẽ trả về cho mọi người trong ví của mọi người. Và còn một cách khác nữa, đối với trường hợp mà những đồng coin chưa list và CoinGecko hay là CoinMarketCap thì chúng ta sẽ lên Twitter, sau khi mà check Twitter cũng như là website của nó chính thức rồi đúng không, thì chúng ta sẽ vào cái kênh Telegram của nó. Đây chúng ta có thể là vào kênh ví dụ như Telegram của Aurora này, chúng ta sẽ gõ bằng tiếng Anh nhé, hỏi xin smart contract xem nếu mà hợp đồng đấy hiện tại đã list và ban cây swap rồi, hoặc là đã list vào một số sàn ở dưới rồi, EMDEX rồi mà chưa list vào CoinGecko, chúng ta sẽ hỏi xin cái smart contract nhé. Nhớ xin smart contract mọi người sẽ cả dùng như nào, nếu mà không biết tiếng Anh ấy, thì chúng ta dùng trên Slate thôi, chúng ta gõ trên Slate và chúng ta gõ tiếng Việt chuyển tiếng Anh và copy cái tiếng Anh đó và cho mình xin cái smart contract của cái hợp đồng này để mình mua của nó đấy, ví dụ như thế. Thì dự án ở trong cái kênh Telegram chính thức nhá, nhớ là kênh Telegram chính thức nó sẽ ở trên cái Twitter chính thức này, chứ không phải là cũng đi tìm ở đâu người ta gửi cho đâu nhá. Đây này, không phải cái gì mà check kỹ nhá, đúng là Twitter này của dự án này rồi, tuy nhiên là dự án chưa list và CoinGecko qua một cái cap, thì chúng ta sẽ vào đây chọn vào cái kênh social này của nó hoặc là Discord được nhá, nhiều cái ví dụ nó không có Telegram thì vào Discord và gõ và xin cái smart contract, copy smart contract về và ví dụ list vào ban cây swap rồi thì dán vào ban cây swap để swap, ok không ạ? Thì đó là những bước cơ bản nhất để chúng ta có thể là swap được những cái đồng coin đúng cái dự án của mình mong muốn, để chúng ta có thể sở hữu đồng coin đó tiềm năng để cho mọi người ích tài khoản trong cái mùa altcoin này. Ok, thì ở cuối video này mình xin được chúc tất cả anh em chúng ta sẽ tìm và mua được những đồng coin dự án tốt tiềm năng để chúng ta có thể ích được tài khoản trong cái mùa altcoin này. Và như thường lệ thì chúng ta cảm thấy video này hữu ích, chúng ta hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của mình nhé. Chúng ta nhớ là cũng xem video để ủng hộ cho mình luôn nhé. Xin được chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em ở những video sau.